phải nhìn son mới dần. Càng nóng như thế này mà em còn bắt anh làm gà nướng nữa em. Hay là mình đảo chủ đề khác đi. Đầu bếp mạnh này nó cũng có lý ta. Trời nó nóng như vậy hay bây giờ mình đi bơi lại luôn á. Đúng rồi, đi bơi đi. Nhưng mà bây giờ trời nắng mình ra đường mình đi tới chỗ hồ bơi cũng cháy da luôn mấy đứa ơi. Hay là bây giờ mình ở nhà mình tạo ra cái hồ bơi tự nhiên mình tắm ở nhà luôn. Hôm nay thì team mình định làm vô đầu bếp nhưng do trời nắng nóng gắt nên team mình đã đề nghị ra làm hồ bơi tự nhiên ở nhà. Thì mình sẽ quyết định tạo cái hồ bơi tự nhiên sát bên nhà mình đó là một trên bãi cát nha các bạn. Wow, cái bãi cát này làm hồ bơi là cũng hay luôn á. Ủa mà tôi phải mua cái tấm bạc làm hồ bơi mới được cô ơi. Trời ơi, tấm bạc thì chuyện nhỏ thôi, cô ra chợ là có liền chứ gì. Quan trọng là mấy đứa phải tạo ra cái hồ bơi tự nhiên trên cát này vừa đông mà vừa tắm cho nó đã nha. Dạ. Dạ, tôi đi mua đây. Do là tiếng nắng nóng quá nên mình sẽ đỡ nghề từ đầu bếp mà hầm đào đất luôn nha các bạn. Đây là cái xẻng để mình đào đất nha các bạn. Mới có 9 giờ sáng mà trời rất là nóng gay gắt luôn. Bạn team mình có chuẩn bị nón với lại áo khoác để tiến hành làm cái hồ bơi. Minh ra thiết kế thôi. Để có trời cái chiếc mà thiết kế cái hồ bơi cho con nha. Dạ. Cô phụ ông cho. Chiều rộng là 1.5 m. Đúng rồi, đợi cắm cây chay. Rồi xong, còn đây. Rồi tôi kéo hồ bơi xong đó ông đào đi Mạnh. Cái gì Nguyễn Ngọ này lớn lắm á, không biết tôi đào là tôi xỉu luôn á. Ông tính Mạnh là ông phải đào đi chứ. Tuy tôi mạnh nhưng mà cơ bắp của tôi nhỏ hơn người ta gấp mơ lận luôn. Thôi tụi con đừng cãi nhau nữa, bây giờ cô sẽ đào phụ mấy đứa nè. Lát nữa ai mệt thì thay phiên nha. Dạ. Thôi Mạnh, tôi với con làm cái bàn đầu đi. Dạ. Ra ra. Vừa nắng hóc xuống mà vừa nặng mệt quá mấy đứa ơi. Ai thay phiên cô không? Đợi ai để con cho cô. Trời ơi, sức đàn ông trai tráng làm cô đi. Trời để con. Quá tôi mệt luôn. Trời anh Minh cào cái kiểu gì vậy? Quay. 2 hours later. Chiều sau cái hồ bơi này làm một mét các bạn ơi. Thật sự thì nãy giờ mình có nhờ anh bên phim phụ đào cái hồ bơi tự nhiên này nha các bạn. Chứ mà team mình đào cái hồ bơi này thật sự thì đào không nổi các bạn. Bây giờ mấy đứa phụ cô cãi cho các bạn hả? Dạ. Ok. Rồi phụ bạc vô mấy đứa ơi. Dạ. Còn bây giờ mình xuống hồ bơi mình định hình lại nha các bạn. Được rồi nha mấy. Mình bỏ nó xuống nó dưới đây có cái hố mình lắp cát vô cho nó cái gió nó không có hở cái tấm bạc xuống dưới nha các bạn. Giờ mình lau cát cho sạch, lát nữa mình bơm nước vô tắm cho sạch nha các bạn. Bây giờ thì mình bơm nước vô hồ bơi nha các bạn. Cái hồ bơi này khá là rộng nên có lẽ là bơm một tiếng đồng hồ nó mới đầy cho mấy đứa. Nãy giờ team mình chờ 2 tiếng hồ thì hồ bơi cũng đã đầy nha các bạn. Yeah. Bây giờ trước khi mà xuống hồ bơi là tụi con phải tắm rửa cho sạch sẽ nha. Ôi nãy giờ mình nôn nóng mình xuống tắm luôn các bạn ơi. Đúng rồi, đó. Mình nôn nóng mình chết. Mà chưa vào mình chán vào luôn. Hoa mát quá hay mấy đứa. Dạ, dạ. Xuống trước đi. Để con. Muốn công ty mình tạo hồ bơi này một ngày nay luôn nha các bạn. Ôi trời, cái hồ bơi này tắm được đá hơn khách sạn năm sao đúng không? Đúng rồi, mấy ghê luôn. Vậy là hôm nay á team mình đổi nghề đầu bếp thành nghề xây dựng là có lý rồi nha các bạn. Yeah. Dạ rồi, mát luôn. Mát quá. Rồi, để đếm nha. 1, 2, 3. Từ từ, ai cúc đầu lên. Sao hôm nay em cúc giỏi dữ vậy Trang? Hồi nãy mình gian mấy anh thôi. Nãy mẹ thấy con á, mấy anh cúc một hồi lâu rồi muốn cúc lên con mới cúc. Sao tự nhiên mình đang tắm hồ bơi mà mình hát được lần sau ta? Ừ,
ừ, ông nói đúng luôn á, tại vì tôi hết từng lực luôn rồi đó. Nãy giờ em tắm thấy mát mà. Cô cũng thấy mát rồi mấy đứa luôn nữa. À, cô nghe Minh với Mạnh nói là cô biết hai đứa khát nước rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi bây giờ cô sẽ tổ chức cuộc thi, nếu mà ai cúc lâu nhất sẽ được thưởng một cái dừa xiêm uống cho mát nha. Dạ dạ. Bây giờ tổ chức liền liền đi đi coi. Ba nha, chuẩn bị nha. Nè cho bây giờ có thời gian. 1, 2, 3, bắt đầu. Hồi hộp quá các bạn ơi, không biết thành viên nào sẽ bỏ cuộc đầu tiên đây. Đen ơi, Mạnh ơi, Minh ơi, có ai nghe không? Ô, cô cũng như Trang. Trang, tôi chứ có tôi sẽ lấy vô lấy dừa phát cho Mạnh nha. Dạ. Rồi phần thưởng dành cho con cho Mạnh một cái dừa xiêm uống cho mát. Trời ơi Mạnh thương quá à. Rồi. Đúng rồi Mạnh ơi, chung mới ơi. Trời ơi vừa uống nước dừa mà vừa gấp trong hồ bơi nữa, đúng là phong cách đúng ba luôn á. Út mới ơi, bạn bè chỉ cốt à. Cô ngồi tí thôi, cô có chuẩn bị một ba trái dừa cho mấy đứa kìa. Yeah. Đứa trái nữa, còn trái nữa, chung bị ba trái đâu rồi em. Nè, xuống. Đã qua kiểu nhị đâu, cho thêm cái dừa nữa. Đúng rồi, chủ quán đóng cửa rồi, có uống nữa leo lên cái dừa của mình. Ủa sao vậy á? Lên lãnh còn 2 giờ, đóng cửa rồi. Năm bây giờ cháy rồi, bây giờ anh em nhảy nha. Ồ, đúng rồi, đúng rồi, tôi chạy như mập á. Ok, nhảy nha, từ từ thôi nha mấy đứa. Dạ. Sao đây leo mày chị diễn, có 1, 2 Rồi. Giữa ta kẹt nó sẽ bị kẹt nó bỏ